Hoàng thượng báo thủ 1 giờ đêm bắt con sen đi tìm. 1 giờ đêm rồi, không báo là không chịu được các bác ạ. Ôi, hôm nay em ở ngoài cửa hàng về sớm, về nhà thì cũng tắm giặt ăn uống, cũng đang định đi nghỉ ngơi đấy, nhưng mà lại không tìm thấy ông lượm béo đâu. Em ơi, em sợ lắm các bác ơi. Để nói về một con báo thủ thì phải nhắc đến chiếc mèo tên Lượm này đây. Để kể về lịch sử báo sen thì phải nói đến cuối năm 2021, mèo ta bỏ nhà đi bụi phải làm cho sen đổ mồ hôi đi tìm. Sau khi về đến nhà còn leo ra hẳn mái tôn nhà bên cạnh để hít khí trời, có gọi thế nào cũng không chịu vào nhà. Hoặc gần nhất là phi vụ trốn sang nhà hàng xóm đi chơi, cô sen phải nhờ bạn leo vào để bế ra, chứ gọi thì chiếc mèo này giả điếc. Bao nhiêu lần đi tìm cái ông này rồi, em còn sang tận nhà hàng xóm để tìm ông Lượm cơ mà. Tìm hoài ông không có thấy. Trời ơi, quay ra đi về đến nhà thì thấy ông hẳn ngồi ngay ở trên này. Mình nhìn trên cao này mọi người, chỗ cái này nhà em cao lắm cơ, nó rơi tầm khoảng độ gần 3 mét đấy. Chả hiểu sao leo lên tận trên đấy ngồi, gọi cỡ nào thì cũng không có xuống cơ. Ôi nhử cái đồ ăn ra nhưng không có thèm xuống đâu. Cứ tưởng là dừng lại ở đó thì 1 giờ sáng sen lại phải đi tìm Lượm báo nhà mình. Hóa ra là mèo ta lên hẳn nóc tủ cao gần 3 mét để nằm, có kêu hay dùng đồ ăn cũng chẳng chịu xuống. Cuối cùng phải nhờ người qua bế xuống hộ. Càng gọi là càng lì cơ. Mãi gọi mãi tầm 30 phút cũng không có xuống. Mãi sau em lại phải gọi người yêu em qua bắt hộ xuống đây ạ. Trời ơi, khổ không nhỉ. Được biết thái độ lồi lõm này là do mèo ta biết rằng mình được ông bà ngoại cưng chiều, thế nên con sen có nói gì thì cũng chỉ bỏ ngoài tai mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.